Chị Bí Đỡ mến chào các em. Đây là kênh mới của bé Peanut. Chị Bí Đỡ mới lập ra cho bé. Đây là kênh dành riêng cho bé Peanut. Rồi kể từ hôm nay, các bạn nào muốn xem bạn Peanut mở đồ chơi cũng như các hoạt động bên ngoài của bé Peanut thì hãy vào kênh Peanut Channel. Peanut ơi. Dạ. Con mới đi học về hả? Dạ. Bữa nay đi học có vui không? Dạ. Chào các bạn. Dạ các bạn. Rồi hôm nay Peanut chơi đồ chơi gì? Ok, hôm nay bạn Peanut sẽ chơi bộ đồ chơi bồn tắm của búp bê Barbie. Yay! Yay! Rồi đây là bộ đồ chơi bồn tắm của búp bê Barbie. Video trước chị Bí Đỡ đã giới thiệu rồi. Cái bồn tắm này rất là vui nhộn và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện video này với bạn Peanut nha. Rồi và bây giờ chúng ta hãy lấy tất cả đồ chơi bên trong cái hộp ra nha. Rồi, chị Bí Đỡ đã lấy tất cả các đồ chơi và đã kết nối lại với nhau rồi các bạn. Wow, đẹp quá Peanut. Peanut thích cái gì? Thích cái gì của cái hồ bơi này nhất? Thích hai cái ghế hả? Wow, yeah. Ở trong đây chúng ta có hai cái ghế cho búp bê ngồi. Chúng ta có thể thấy bạn... chúng ta đã thấy bạn Amy ngồi lên đây rồi. Peanut, trên đây còn có cây dừa đây này Peanut. Đẹp quá. Rồi dưới đây là cái hồ bơi và bên đây là cái máng trượt. Bạn Peanut đang cho bạn Amy đó hả? Bạn Amy trượt xuống đi. Amy có cái phao luôn kìa. Dễ thương quá. 1, 2, 3. Cho em bơi đi. Bạn Peanut đang cho bạn Amy bơi. Rồi bạn Peanut đang làm gì vậy? Chelsea. Chelsea cũng trượt nước luôn. Hai các bạn, mình là Chelsea. Hôm nay mình muốn trượt nước với Amy luôn. Yay. Bạn Peanut cho bạn Amy ngồi ghế. Amy ngồi ghế đi được không? Mang phao vô đó hả? Mang ngược rồi. Rồi đúng rồi. Amy ngồi đó chưa nha Amy? Đợi Chelsea vào nha. Rồi Chelsea. Ok. Chelsea trượt xuống đi nào. 1, 2, 3, yay, mát quá Peanut. Rồi cho bạn Amy, bạn Chelsea ngồi luôn đi. Hai các bạn ơi, mình trượt nước với Amy thật là vui đó và mình cũng rất là thích chơi với bé Peanut. Bé Peanut có thích chơi với mình không? Bạn Peanut thích chơi với bạn Chelsea luôn. Rồi bây giờ bạn này làm gì vậy? Bạn này lên cầu thang, tích 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 à. 1, 2. Và bạn này đang sửa chữa. 1, 2, 3. Bỏ phao vào cho bạn đó hả? Hay quá. Hi Chelsea. Nói hi Tamika. Hi Tamika. Chelsea ơi, cho mình trượt nước với được không? You slide first. Rồi Chelsea ơi, bây giờ tới mình trượt nha. Ok, bạn này sẽ trượt luôn. 1, 2, 3. Wow, cả ba bạn nhỏ của chúng ta đều được trượt nước hết. Yeah. Rồi Tamika. 1, 2, 3. Yay. Amy. Rồi trượt bằng phao luôn. Lấy ra rồi. Rồi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, trượt nào. Rồi chúng ta cũng có thể kết hợp cái máng trượt này vào đây luôn. Wow, vậy là chúng ta đã có hai cái máng trượt rồi. Rồi Ra Kheo cũng trượt nước luôn. Yeah. Ra Kheo ngồi lên ghế đi Peanut. Cho chị ngồi lên ghế đi. Hay quá. Yeah, Ra Kheo có khớp đẹp quá ha Peanut. Rồi bây giờ tới Ken. Hi Peanut, Peanut cho chị Barbie tắm với được không? Yeah, I can. Peanut cho Ra Kheo tắm rồi đó hả? Cho chị tắm với nha. Chị Barbie sẽ trượt xuống nha. Peanut nha. 1, 2, 3. Chị Barbie mới bị té. Chị Barbie. Rồi chị Barbie thử đi. Chị Barbie ngồi ghế chị Ra Kheo nha. Peanut ơi, cho anh chơi với em nha. Yeah, you can go on this side. Ok. Hey các bạn ơi, mình cũng muốn trượt nước nữa. Mình rất là thích chơi với bé Peanut đó. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lên cầu thang đây. Mình là Sparkle Girl. Mình là Baby Sparkle. Mình có thể chơi với bạn không? Hi.
Ủa hai Tamika, mình sẽ chơi trượt nước với bạn nha. Ôi, chị Barbie sao té rồi? Chị Barbie sao chổng mông lên nè? Cho chị Barbie ngồi lại đi. Rồi, bạn Peanut sẽ cởi quần áo bạn này ra đi. Được không? Được. Đấy, đây chị Vida sẽ giúp bạn Peanut nha. Như thế nào? Rồi. This way. Oh yay. Rồi, tắm đi. Tắm cho bạn đi. 1, 2, 3. This way. Ok. 1, 2, 3. Yay. Oh, tất cả mọi người đều tắm hết rồi. Rồi, chó vào luôn. 1, 2, 3. Oh. Yay, chị chơi của chúng ta tắm luôn đi nết. Whoop, 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 whoop. Whoop, whoop. Ôi, chó nhảy nước luôn. Chó trượt đi Peanut. Chó lên bắn trượt luôn. Trượt màu hồng. Rồi, 1, 2, 3. Rồi bắn trượt màu xanh luôn. 1, 2, 3. Oh yeah. Cái hồ bơi của chúng ta có rớ nên nhiều người rồi. Bây giờ cho chú Pony vào luôn Peanut. Pony trượt bắn đi. Trượt bắn màu hồng. Pony đâu rồi? Ok, Pony trượt xuống nào. 1. Hay quá. 2, 3. Yeah. Ok các bạn, đây là bạn Ramon. Chị Bí Đỡ sẽ chà chà dưới đấy và thả vào hồ bơi để cho bạn này bơi nha. Cho bạn này bơi để cho các bạn xem nào. Ready. 1, 2, 3. Wow. Rồi. Rồi chúng ta sẽ làm lại nha. 1, 2, 3. Chà. Rồi chúng ta sẽ nắm hai chú bánh và thả vào đây. Rồi, Peanut lấy tay ra đi. Rồi, 1, 2, 3, các bạn nhìn nha. Wow. Rồi, bạn Peanut sẽ cho bạn Ramon trượt luôn. 1, 2, 3, lên cao nào. 1, 2, 3. Yay. Rồi, lên bắn màu xanh luôn Peanut. 1, 2, 3, Bunny luôn. Rồi, Ramon lên bắn màu xanh đi. Ramon. Rồi, cao lên. 1, 2, 3. Rồi, đây là video đầu tiên của kênh mới luôn, mới khai trương luôn. Rồi, các bạn nhỏ hãy nhanh tay nhấp vào đăng ký, subscribe. Rồi, các bạn, kể từ hôm nay, nếu các bạn nào muốn xem bé Peanut thì vào kênh này. Rồi, bạn nào muốn xem chị Bí Đỏ thì vào kênh Good Morning Việt Nam nha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục chơi thôi.